Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tính năng mới và hay trên OV Store, gọi là AppWizard. Thì địa chỉ của nó là www.appwizard.ov.com. Nó sẽ cho chúng ta tạo ra những cái ứng dụng bất cứ ai cũng có thể sử dụng được, ứng dụng trên nền web. Ví dụ mình sẽ bấm vào chọn tạo một cái ứng dụng mới. Thì khi này máy sẽ yêu cầu chúng ta nhập cái địa chỉ trang web mà mình muốn vào. Sẽ nhập cái địa chỉ ISS. Thì tinh tế.vn của chúng ta có cái phần ISS ở phía dưới để bạn có thể đọc tin dễ dàng hơn. ISS của nó nằm như thế này. Đây, tinh tế.vn ISS. Chuyển qua đây thì mình sẽ dán vào. Bấm vào nút Preview. Bạn sẽ thấy là cái màn hình hiển thị trên cái điện thoại sẽ được hiển thị ở đây. Đây là phần ISS của tinh tế. Dưới này chúng ta có thể add thêm những cái thành phần khác, miễn sao cho vừa ý. Thì mình thử vào trang YouTube của tinh tế. Mình add YouTube vào đây, bấm Preview. Thì cái chương trình sẽ tự động tạo ra một cái ứng dụng chứa cả YouTube và tin của tinh tế. Có thể chia sẻ bằng hai, tinh tế.vn hoặc là video. Mình bấm vào cái nào thì ra cái đó. Thì ví dụ mình bấm vào đây thì nó sẽ ra xem video này. Quay trở lại đây. Cái này tương tác trên điện thoại sẽ y hệt như vậy. Xem bài viết gốc thì nó sẽ mở ra một trang web. Nếu mà bạn không muốn làm gì nữa, chúng ta sẽ chuyển qua bước tiếp theo. Thì cái bước này sẽ làm trang trí cho cái ứng dụng của bạn tốt hơn. Mình đặt tên là tinh tế.vn. Nó sẽ yêu cầu chúng ta tạo ra một cái, nhập một cái biểu tượng chương trình. Để làm hình đại diện thì mình đã tạo sẵn một cái biểu tượng là tinh tế ở đây. Biểu tượng này có thể bất cứ định dạng ảnh nào, PNG, JPEG, GIF. Độ dài tối thiểu là 80x80. Thì AppWizard sẽ tự động mình sẽ up thử một cái tấm hình lên để làm hình đại diện cho cái ứng dụng. AppWizard sẽ tự động kiểm tra hỏi chúng ta là liệu cái hình này đủ độ phân giải chưa và hiển thị trên nhiều máy khác nhau. Nếu mà hài lòng thì chúng ta lại bấm tiếp tục chuyển qua bước tiếp theo. Ta có thể thay đổi hai cái này chính là hai cái này. Chúng ta sẽ chọn logo và background. Thì cái phần này là 360x60 pixel. Mình thử chọn đại một cái 360 x 60. Đây, mình thử chọn đại cái hình này. Nếu mà bạn không thích thì bạn có thể kéo mấy cái này lại để crop hình. Ở đây thì Nokia cho chúng ta chọn một số cái background màu sắc hay là phông chữ. Bạn thích chọn màu nào cũng được. Ngôn ngữ, ở đây mình có tiếng Việt, đủ thứ tiếng như thế giới ha. Chuyển qua bước tiếp theo. Bạn phải tạo một cái tài khoản AppWizard thì cái việc tạo này hoàn toàn miễn phí. Nếu mà bạn muốn quảng cáo thì có thể nhập vào đây.
thì ứng dụng sẽ có quảng cáo để thu tiền về cho bạn, nếu không thì bỏ qua. Ví dụ quảng cáo sẽ nằm ở đây, rất là dễ. Chúng ta có thể tạo những cái description để người dùng đọc. Cái này là khu vực để tìm kiếm. Chúng ta sẽ chọn là News Việt Nam. Bạn có thể set mức giá ở đây hoặc là cho nó miễn phí. Finish. Bây giờ thì cái ứng dụng nó sẽ được chờ được Nokia xét duyệt, và mình sẽ phải verify cái email này trước khi đưa lên nhằm bảo đảm tính xác thực. Mà đã đăng ký xong và verify cái email của bạn với Nokia thì bạn sẽ có thể đưa cái ứng dụng này lên OV Store để chờ xét duyệt. Ở đây mình có thể chỉnh sửa lại, có thể xem nó ở trong cái máy ảo trên web luôn, không cần tải về, rất là dễ. Bạn có thể tương tác tất cả. Cài nó, bạn sẽ bấm cái link này trên cái điện thoại của mình, bất cứ điện thoại nào Nokia là được, có thể dùng web để download nó về. Bây giờ mình bấm submit to OV Store. Đây là những cái yêu cầu đồng ý. Khi mà được đồng ý thì cái ứng dụng này sẽ được lên OV Store. Chào các bạn, đây là cái đường link dẫn cái ứng dụng mà mình vừa mới tạo ra. Thì mình sẽ thử nhập nó trên cái điện thoại Nokia E7 về để xem nó có chạy như là Nokia quảng cáo không. Bấm vào nút Go To. Thì đây, chúng ta có cái ứng dụng đang được tải về. Như các bạn thấy thì cái file cài dung lượng không lớn, 50% thì khoảng hơn 100 ký, tức là khoảng 207 ký cho toàn bộ cái ứng dụng. Rồi, đây bạn thấy là máy yêu cầu chúng ta hãy cài tinh tế.vn vào, bấm đồng ý, cài vào bộ nhớ máy luôn. Nếu bạn hứng thú thì bạn có thể tự cài trên máy của mình. Mình sẽ thử cái ứng dụng ở trên cái con E7 này. Ở đây chúng ta có hai ứng dụng tinh tế, thì đây là ứng dụng gốc, ứng dụng được viết trực tiếp cho Symbian. Còn cái ứng dụng của mình là ứng dụng lụi, ứng dụng vừa mới tạo vừa nãy và chưa được Nokia Store đồng ý. Sẽ hỏi chúng ta có cho phép vào mạng hay không. Bạn có thấy giao diện nó khá là giống với cái giao diện trên máy ảo vừa nãy. Đây, cái hình nền nãy mình chọn, những cái bài viết rất là hay. Với cái cách này thì bạn có thể tạo ra bất cứ cái ứng dụng nào, có thể không được phân phối trên OV Store nhưng mà chúng ta vẫn đọc tin được thoải mái. Bấm vào đây để xem tin gốc thì máy sẽ mở cái trình duyệt web ra.
Nếu mà muốn coi clip thì chúng ta bấm vào đây. Xem video. Xem video sẽ kích hoạt lên trình duyệt web. Rồi, xin cảm ơn.